Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông. Ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn. Ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai? Để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pha-rê-sêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Ông là ai? Là một lời chất vấn được đặt ra để biết tên tuổi, nghề nghiệp hay danh phận của một người. Nhưng sâu xa hơn, câu hỏi đó còn như một lời phản tỉnh cho bản thân chính mỗi người ý thức về vai trò và sứ mạng của mình. Trong bài tin mừng hôm nay, trước những việc ông Gioan đã làm, các tư tế và thầy Lê-vi đã chất vấn ông là ai. Có thể họ tò mò muốn biết đích thực Gioan là ai. Nhưng đối với Gioan, lời chất vấn ấy phần nào giúp ông ý thức được mình là ai và sứ mạng của mình là gì. Thật vậy, trước những gì ông Gioan đã làm, đã nói, người Do Thái hoài nghi và cho rằng ông là Đức Kitô hay ngôn sứ Elia hoặc một ngôn sứ nào đó. Nhưng Gioan đã phủ nhận tất cả. Ông tuyên bố mình không phải là Đức Kitô, cũng không phải là đại ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào khác. Ông chỉ là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Hay nói cách khác, Gioan ý thức rằng sứ mạng của ông chỉ là người giới thiệu,
đấng cứu thế cho mọi người, kêu gọi họ sám hối, ăn năn, trở về với Thiên Chúa. Sống trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, con người bị cuốn hút vào một lối sống ảo và dễ đánh mất chính mình. Vì thế, việc ý thức tôi là ai là điều rất quan trọng để mỗi người nhận ra và sống trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng của mình. Tôi là người con, tôi phải sống như thế nào? Là cha mẹ, tôi phải sống làm sao? Là thầy cô, tôi có bổn phận gì? Là Kitô hữu, tôi mang nơi mình sứ vụ gì? Việc ý thức như vậy sẽ giúp mỗi người sống thật với bản thân, bước đi vững vàng trên đôi chân của mình, biết nhận ra và chu toàn tốt sứ mạng Chúa trao. Lạy Chúa, xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa. Biết con để con nhận ra bổn phận và sứ mạng của mình. Biết Chúa để con tin tưởng, phó thác vào tình thương của Ngài. Amen.